Thưa các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với PT Channel. Thì hôm nay là ngày thứ 8 của cái đợt cách ly này rồi. Mình hy vọng là không có anh em nào mà không còn coi trên cái kênh YouTube mình nữa nha. Ok, bây giờ mình sẽ vào mình boss chơi chơi giải trí với các bạn xíu nha. Ai có cần thắc mắc gì cứ để dưới phần mô tả mình sẽ trả lời nha. Ok, quánh bot thôi. Đây, chơi Atlas Quay của bạn Ân. Bạn Ân gửi ạc mình lâu lắm rồi mà mình quên mất. Mình không có vô ạc này chơi lâu quá rồi, bữa nay bạn nhắn mình mới nhớ. Bữa nay vô làm cái clip giải trí chơi này mà. Về cái con Ancient này á, bây giờ mình cũng chả biết con này Ancient 12 của ông ta. Kệ bà nó đi. Bây giờ mình cũng không biết con Ancient 10 mấy nữa, chắc 12 quá. Thì theo mình nhận xét thì con Ancient yếu quá các bạn. Rất yếu nha. Đam nó chỉ có thế rồi. So với con Ancient 10 á, thì Ancient 10 mạnh á. Mà anh trình này có cái lớp giáp nó tào lao quá các bạn. Mình không biết nó full sao nó sẽ như thế nào. Rồi do anh em mình đọc về kỹ năng nó rồi xem coi kỹ năng nó như nào ha. Phân tích kỹ năng nó xíu nha. Rồi mình có phân tích gì sai thì anh em bỏ qua giùm mình nha. Tại vì bây giờ mình cũng không có chơi thường xuyên cho nên là cũng hơi tệ đấy. Cái gì không chơi thường xuyên nó cũng tệ các bạn, kể cả việc kéo kim cương của mình. Cái này mình cũng thấy kéo kim cương hay tệ, nói chung là xem vui vẻ không quạo anh em á. Lâu lâu anh em ta gặp nhau giải trí xíu. Để xem coi kéo đâu nào, kéo đại này đi. Không có kiếm rớt xuống. Tại sao lại chọn con này làm con anh Trần 12 nhỉ? Thấy anh Trần 12 không ta? Ok, kêu anh Trần 12 đi ha. Chắc là đúng rồi đó. Nhìn nó không được đẹp cho lắm. Con anh Trần 10 nó đã xấu rồi. Con này nó còn xấu hơn theo cách nhìn của mình thôi, ý kiến riêng của mình thôi, còn các bạn thì mình không biết sao nhưng mà mình thấy nó xấu. Nó được rất là nhiều điểm nổi trội. Thứ nhất là xấu nè, thứ hai là yếu nè. Nó yếu cũng không yếu lắm nhưng mà nói chung là yếu so với những con anh trình trước. Bây giờ chúng ta đọc thiên sương và kỹ năng nó xem như thế nào nhé. Mình cũng không chả buồn gì quyêu làm gì nữa. Giờ không thích gì quyêu các bạn. Này cái ung cương gây sát thương thì cũng giống như mấy anh sành trước thôi. Khi cái ung cương chỉ gây nổ nè. Nổ heo ngang dọc chéo gì đó. 3, 4, 5, 6 viên. Nó cũng tăng máu. Sát thương gây ra sẽ bằng 3% máu à. 3% máu tối đa của đối thủ. Và nhân với số viên các bạn ăn được từ 4 viên trở lên thì cũng giống như mấy con trước ấy. Trong một lần kéo phụ thuộc vào số viên kim cương mà các bạn ăn được từ 4 viên trở lên thì nó sẽ tính vào các kỹ năng như sau. Siêu công tăng 25% sát thương. Siêu thủ giảm 20%. Cái siêu thủ này nó giảm 20% cũng như không các bạn. Mình chả hiểu làm tạo cái giảm 20% làm cái nồi gì nữa. Hôm bữa nếu các bạn có xem video của mình đi đấu trường quan thì các bạn đã thấy rồi. Ồ phải không ta? Đấu trường quan mình có cầm con này không ta? Nhưng mà có cái lớp giáp làm giảm sát thương nhưng mà con Captain Marvel nó cũng đánh xuyên tốt thôi. Hôm bữa hình như mình lên đâu 3 triệu máu hay gì.
đẩy một phát một mất tiêu luôn. Vãi thật, có giáp đi. Mình nghĩ là có lớp giáp là mình sẽ sống rồi, nhưng không các bạn ạ. Đét. Méo sống được. Game là dễ đối với Captain Marvel. 50% cơ hội gây tê liệt nữa nè. 50% cơ hội tê liệt nhưng mà mình chưa thấy tê liệt lần nào. 20% hồi máu thôi, cái hồi máu này cũng chả bàn tới làm gì. Tấn công kích hoạt công siêu công 6 loại kim cương thì nó tăng lên 75% sát thương. 75% sát thương thì cũng yếu, rất là yếu. 60% sát thương nhờ phải nhận cũng như không. Mình cũng chả biết con cấp tình Marvel quân sao quân nâng cấp nó sẽ gây bao nhiêu sát thương, nhưng mà nó đánh một phát thì chết queo luôn. 75% tê liệt tới hủ, 75% hơn cấp tình Marvel đấy, nhưng mà mình vẫn thấy cấp tình Marvel tê liệt nhiều hơn nó. Cũng chả hiểu nhà phát hành ra con này để làm cái gì. Mục đích của nhà phát hành ra con này để mà lôi kéo thêm một ít vốn nữa để mà dẹp game hay sao đâu á. Thì tê liệt thì không thể hành động cho một lượt, cái này cũng nói làm gì nữa. Nó cũng chả có cái gì mới mẻ hết, thay vì tạo một cái kỹ năng gì đó hấp dẫn hơn thì nó chỉ có thay thế vào đó là sửa cái tên lại thôi, và thay thế phần trăm chỉ số thôi. Siêu công và siêu thủ nè, công thủ nè, cái này cũng làm gì đâu trời. Còn tê liệt này nó cổ xưa quá rồi, tăng tăng phần trăm sát thương với giảm giảm sát thương, tạo ra con này để mà lấy tiền là chắc luôn các bạn. Hai cái kỹ năng này nó cũng như không à, không có gì mới mẻ cả. Biết rồi, game càng ngày càng nhạt, đó là ý kiến riêng của mình. Còn các bạn thấy như thế nào thì các bạn comment ở dưới để mình biết. Nếu mình có nói gì sai thì các bạn thông cảm bỏ qua nha. Giảm 60% sát thương phóng xạ phải nhận. 60%. 60% phóng xạ phải nhận. Trong khi bây giờ chúng ta đi boss chỉ có một mình thôi. Cũng chả ai mà rảnh mà để tạo đội hình 3 để mà đi boss cả. Trong khi sát thương phóng xạ thì có thể nói là vô cực. Tăng 1.000 giáp trong trận thì cái này nó sẽ giúp các bạn đánh đấu trường quan ngon hơn. Một lượt hồi sinh trong trận, vâng, lượt hồi sinh miễn phí. Rồi tại siêu tiến hóa thì 2 sao các bạn sẽ đánh xuyên 70% giáp của đối thủ. 4 sao các bạn khi tấn công có 25% né tránh. Né tránh này kiểu như nó copy của kỹ năng của con Thanos. Mỗi khi bắt đầu lượt hồi 20% máu tối đa cho bản thân. Hồi 20% máu tối đa cho bản thân thì nó giúp ích được gì không? Trong khi đối thủ là một phát một là one shot. Bây giờ mình sẽ tiến vào đấu trường quan và đánh cho bạn xem. Nói chung là cái con anh thành mới này nó chả có gì đặc sắc để chúng ta mà sở hữu nó cả. Thật sự là vậy. Nếu mà nó có một cái kỹ năng gì đó gọi là one shot đối thủ giống như Saitama thì tuyệt vời. Hoặc là sát thương của nó sẽ được cộng thêm 200% chẳng hạn, thì số sát thương gây ra mới đủ để làm chúng ta mãn nguyện hài lòng. Chứ mà với cái phần trăm này 75% thì chả thấm thía gì trơn các bạn. Nghĩ lại thì con lách quay này nó vẫn mạnh hơn. Khá là ngon.
chứ đi đấu trường liên quan chả ai đem con anh sành đó bao giờ, đó giờ mình cũng chưa thấy nữa, không tới giờ thôi chứ không phải đó tới giờ, hồi đó nó chưa ra. Ok, bây giờ chúng ta xem về cái vòng quay nó xíu nào. Mình không thích vòng quay này thì mình hai sao. Cái vòng quay này mình nghĩ là chỉ có cái vòng sáng hoặc hoặc kính này nó sẽ có giá trị thôi. Còn cái việc mà chúng con anh thành này hai sao thì khá khó đó. Chúng cái này còn khó nữa này. Chúng 30 mảnh thì các bạn còn phải có điều kiện mới được, mới có thể mà nâng cấp nó lên được. Nói chung là cả một quá trình đó các bạn. Đừng để 30 mảnh đánh lừa các bạn. Xem lại game của chúng ta thì nhìn trên đây chả còn thấy top nào cả. Còn một vài bạn thôi. Còn Guni nè. Rớt. Đó là những người mà mình thấy quen thuộc này. Còn lại chả thấy ông top nào xuất hiện đây cả. Nang góc nè, na góc này chắc là top của server Bodita. Nhưng mà top mấy thì mình cũng không quan tâm lắm. Thì đây là top 1 server Wukong. Và top 3 đấu trường Minh Quang. Cũng chả hiểu tại sao lại top 3. Chắc là do bạn lười đánh Minh Quang hay sao đó. Sao vậy kìa, khá là xịn sò. Sò lúc trước thôi. Xịn hơn so với lúc trước. Lúc trước thì cũng xịn nhưng mà không bằng. Bây giờ bạn cái nâng sao lên khá là nhiều nhưng mà cũng thấy ít đó. Nói chung là bây giờ có một con ngà full hết như thế này nó khá là giá trị. Nhưng mà tính trên giá thị trường con ngà như thế này chắc tầm 500k trở lại. Đùa đấy. Ok thì video Vinh Quang hoặc là đánh boss bữa nay đến đây kết thúc nha. Chúc tất cả các bạn có một buổi tối vui vẻ. Nhớ like và subscribe kênh mình nha. Gần được 4k sub rồi. Hy vọng là anh em sẽ ủng hộ mình trong những video sắp tới. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em. Nhớ là giữ sức khỏe nha anh em. Giữ khỏe nha các bạn. Hạn chế ra ngoài nhé.